chương 3845, ta và Nguyệt Thần Thiên Đình ai đẹp. Máu nhuộm tinh hà hoàng tiền loạn, ba ngàn ma cốt ba ngàn hồn, Phượng Thiên hai mắt trống rỗng, ánh mắt phức tạp nói. Xem ra, đây chính là sự đáng sợ của bán tổ, cho dù bài, cũng có thể tạo thành lực phá hoại như tận thế. Nếu không ngăn cản, rất nhanh ba ngàn cỗ lực lượng này liền có thể đem hoàng tiền tinh hải chia làm hai đoạn. Không biết bao nhiêu tinh cầu sẽ bị hủy diệt bởi điều này. Phượng Thiên dù muốn lấy mệnh vận chứng thủy tổ đại đạo, nhưng đây là một nguyện cảnh dù cho chính nàng đều cảm giác được hư vô mờ mịt. Con đường phía trước xa xôi, thật gian nan và hư ảo, chỉ có bất diệt vô lượng mới có thể cảm nhận được. Bán tổ có lẽ chính là tương lai cực hạn của nàng. Thậm chí khả năng đi không đến một bước kia, thấy bán tổ, làm sao có thể không có một tia ước mơ? Nàng nhắm mắt, ngàn vạn tạp niệm chém hết, lần nữa trợn mắt, ánh mắt trở nên băng lãnh lại kiên định, không còn đối với mình sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Cũng không còn ghen tị bất luận kẻ nào. Lòng tin, quyết tâm, tinh thần ý chí, như là bàn thạch không thể dung chuyển. Ngay tại lúc trước, Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên không có tiến vào thạch cơ thần tinh. Mà là vượt qua vết nứt không gian, đến chỗ tinh vực của thạch tộc, vừa hay nhìn thấy bán tổ chi chiến kết thúc. Vì thoát thân, bà nhĩ thi triển ra thiên ma giải thể cấm pháp, ba ngàn khối ma cốt, từ trong cơ thể hắn bay ra, như biển sao nổ lớn, kích xạ hướng vũ trụ các phương, phá đi tất cả giam cầm đạo Pháp. Một nháy mắt, ba ngàn ma cốt liền bay ra ngoài mấy chục vạn ức dặm Đem trong khu vực này sao trời toàn bộ nghiền nát. Đây là thủ đoạn tự tổn 800 sao. Ma cốt mang theo có đại lượng ma hồn, bay về phía địa ngục giới các nơi. Điên cuồng phá hư, mỗi một kích đều có thể đụng diệt một khỏa tinh cầu. Đây không thể nghi ngờ là đang ép thạch cơ nương nương. Thiên mỗ, Diêm La Tộc tiến đến nghĩ cách cứu viện, vì chính mình tranh thủ thoát thân cơ hội. Đương nhiên, như Tam Phương Cường Giả, không để ý toàn bộ thạch tộc diệt tộc cũng muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ảo tưởng, quyết định trước khi chết mang đi một người trong đó. Làm bán tổ, hắn có lòng tin này cũng có quyết tâm này. Mà huyết nhuộm đỏ mảnh hỗn độn không gian kia, không ngừng bị huyền đỉnh cùng vu đỉnh ma diệt. Phượng Thiên bay ra ngoài, phân thân trăm đảo, truy hướng trong đó 100 khối ma cốt. Trương Nhược Trần đối ba nhĩ ma cốt cùng ma hồn không có hứng thú. Cũng không muốn đi mạo hiểm, nhưng lại sử dụng hồng đình, lấy đi tạo hóa thần tinh tinh hạch. Hắn đối với bên trong tạo hóa thần tinh tinh hạch, cảm ứng được khí tức quen thuộc của tạo hóa thần thiết. Dự định đem luyện vào trầm uyên, biết được kết cục bên này đã định, Trương Nhược Trần trước một bước trở lại thạch cơ thần tinh. Trực tiếp tiến về lưu ly thần điện, dự định bái kiến phân thân của thạch cơ nương nương liễm hy đứng tại ngoài điện ngăn lại đường đi của hắn nói tắm rửa đốt hương trương nhược trần tinh tế nhìn kỹ nàng liễm hy không nhường chút nào nàng nói nương nương nói nếu là ngươi có việc cầu người liền phải dựa theo quy củ của nàng làm trương nhược trần gật đầu cười cười tốt không có vấn đề nhưng người tắm rửa cho ta nhất định phải là nàng liễm hy có chút nghiêng người tránh đi ánh mắt của trương nhược trần liếc nhìn về phía lưu ly thần điện, thấy thạch cơ nương nương cũng không có ý tứ nhúng tay. Nói, như dùng cái này có thể trả đế trần ân tình, cũng là không phải là không thể được, nhưng, vậy liền đa tạ hy hậu, đi thôi, trương nhược trần dẫn đầu hướng bể tắm bước đi, bên trong thần điện, thạch cơ nương nương phát ra thở dài một tiếng, nàng cố ý bồi dưỡng liễm hy cường thế tâm cảnh, để kế thừa tốt hơn lực lượng của hồn mẫu, đồng thời cũng dự định an bài người của mình bên cạnh trương nhược trần một vị tương lai thủy tổ này liễm hy nếu không đủ cường thế mạnh mẽ tại bên người trương nhược trần mãi mãi cũng chỉ có thể là một cái thị nữ tiểu nhân vật vốn cho rằng nàng hấp thu hồn mẫu bán tổ thần hồn sau khi tu vi tiến nhanh ngạo khí cao hơn đi tranh vị trí hy hậu chân chính lại không nghĩ rằng nàng năm đó thần phục tại dưới trương nhược trần chân và hông liền rốt cuộc không thuộc về mình đứng thẳng cũng không thể vững vàng một canh giờ sau trương nhược trần lần này tiến vào thần điện đi tới phía sau rèm trâu cùng màn tre không thấy thạch cơ nương nương mà là trông thấy một mảnh bách hoa viên hòn non bộ và những cây cầu đá có hình dạng tinh xảo thần thụ kỳ hoa dày đặc đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau trời xanh mây trắng chim hót hoa nở tự thành một mảnh sinh cơ bừng bừng tiểu thiên địa bái kiến nương nương trương nhược trần ôm quyền hành lễ thạch cơ nương nương ngồi tại trên một tòa bốn tầng cổ lầu bên kia bờ hồ. Trước người là một chiếc bàn dài trong như phỉ thúy sáng long lanh. Hai ngón tay vê lên chén sứ nhỏ tinh xảo, nhẹ nhàng phẩm một ngụm mật hoa bên trong. Trong veo hương thuần, nàng thích nhất, ngẩng đầu lên đi, mặt của ta, người cũng không phải chưa từng gặp qua. Nàng thuận miệng nói, trương nhược trần ánh mắt từ mặt hồ, rời về phía đạo tuyệt mỹ tiên ảnh trên cổ lầu. Kinh hồng uyển ước, tóc mây tung bay vai như hương gọt, da trắng lưu hà, đặc biệt là đôi mắt lúc thì tỏa nắng lúc thì như sương mù kia của nàng. Mỗi một sợi lông mi đều giống như có được linh tính. Mỗi một lần tâm niệm biến hóa đều có thể làm cho người ta sức tưởng tượng vô hạn. Trương Nhược Trần gặp qua rất nhiều thiên tiên nữ tử xinh đẹp. Dù là không cần bất luận trang sức gì, bất luận phụ kiện hay trang điểm như thế nào, bất luận quần áo nào, cũng cực điểm hoàn mỹ, tìm không ra tì vết. Nhưng, không có ai trong số họ có thể so sánh với thạch cơ nương nương. Cũng không phải là thạch cơ nương nương để tâm đến chuyện đẹp hơn các nàng. Mà là thạch cơ nương nương so với các nàng càng để tâm tới sắc đẹp. Và đã dành không biết bao nhiêu tâm tư, sức lực cho việc làm đẹp. Nàng khoác thần bào, chỗ cần rộng thì rộng, chỗ cần bó kín thì kín. Đem vẻ đẹp đường công của người phụ nữ đều phô bày tuyệt mỹ. Kết hợp cùng với trí tưởng đen tối của người xem trương nhược trần không biết trên người nàng từng tầng từng tầng thần bào phòng ngự như thế nào nhưng chất liệu hoa văn chế tác tuyệt đối thế gian hiếm thấy phục trang đẹp đẽ lại không dung tục phối sức đa dạng lại không trói buộc truy cầu tu vi cùng truy cầu mỹ mạo cũng không xung đột không phải để làm hài lòng người khác chỉ vì làm hài lòng chính mình mật hoa này được thu thập từ trong bảy loại minh hoa cực kỳ chân quý nhất là thơm ngọt trương nhược trần người có thể nếm thử xem Thạch cơ nương nương hỏi. Không cần, Trương Nhược Trần nói. Thạch cơ nương nương nhẹ nhàng buông xuống chén xứ. Nói, đúng vậy a à, trong nhà có một gốc chiếu thần liên. Có được bách hoa tiên tử cùng ngàn nhị giới. Dạng gì mật hoa mà chưa uống. Há có thể để ý bảy minh hương của bàn tỏa. Nương nương hiểu lầm, Nhược Trần cũng không thích uống mật. Nếu là nương nương thích, lần sau nhất định để phạm tâm điều phối ra quỳnh tương chân mật. Tiến hiến nương nương, Trương Nhược Trần nói thạch cơ nương nương cầm lấy trên bàn một chi bút son. Đối thủy quang kính, tại giữa lông mày phát họa hoa điền. Nói, người trương nhược trần duyệt qua thiên hạ mỹ nhân. Người cảm thấy, ta cùng nguyệt thần ai có thể xưng đương thời đệ nhất mỹ nữ. Trương nhược trần thế nhưng là nghe qua thạch cơ nương nương truyền thuyết. Biết nàng thích trương diện đến cực điểm. Bất kỳ nữ tử nào, phàm được đánh giá là đệ nhất mỹ nữ. Siêu Việt nàng, đều rất khó sống đến ngày thứ hai thạch cơ nương nương phát họa xong hoa điền, khẽ vuốt trên chán từng sợi từng sợi tóc mềm mượt trước chán. Và ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương, nói, không trả lời, chính là nói nguyệt thần càng đẹp sao. Trương Nhược Trần nói, cũng là không phải, chỉ là, nguyệt thần thiên hạ đệ nhất mỹ nhân xưng hô, thực sự hữu danh vô thực, căn bản là không có cách cùng thiên hạ độc nhất vô nhị nương nương đánh đồng. Thạch cơ nương nương nở nụ cười xinh đẹp, không hổ là phong lưu kiếm thần hiểu được như thế nào lừa gạt nữ tử. Nhưng, người cảm thấy bản tọa sẽ chỉ hỏi ngươi một người sao? Luôn có người nói thật, Trương Nhược Trần lập tức nói. Ta lời này tuyệt không phải lừa gạt, thử nghĩ, Nguyệt Thần nếu có thể xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Vô Nguyệt tính thư mấy, còn có thiên đình chư thần công nhận, chỉ giao vẻ đẹp, cũng không tại phía dưới Nguyệt Thần. Trong mắt của ta, đường kim thế gian có thể sánh ngang cùng vẻ đẹp của Nguyệt Thần. Nói ít cũng có bảy tám vị nhưng nương nương được xưng là vạn cổ đệ nhất mỹ nhân đây mới thật sự là độc nhất vô nhị độc nhất vô nhị thạch cơ nương nương thưởng thức mình trong kính như thế niệm một câu nói trương nhược trần người biết đắc tội một nữ nhân là kết cục gì sao đặc biệt là người có lòng dạ hẹp hòi ta không biết nhưng ta biết nương nương tầm nhín hướng vũ trụ đại cục tất ý chí rộng lớn có thể cho phép nhị đại nhân lấy công chuộc tội cũng dung hạ được thái cổ sinh linh tộc hoàng tuyệt không phải một người nữ tử hẹp hòi. Trương Nhược Trần tâm bình khí hòa nói. Đồng thời cũng tập trung 12 phần tinh thần. Thạch cơ nương nương có thể hỏi ra lời này, không thể nghi ngờ là nói rõ ánh mắt nàng thật rất cẩn thận. Vẫn như cũ còn đang mang thù, có ý tư giáo huân hắn. Trương Nhược Trần đương nhiên không sợ thạch cơ nương nương có thể làm gì mình. Nhưng nguyên giải nhất cùng ân hòe thần thụ còn đang trong tay nàng. Nguyên sinh cũng còn đang bên trong huyền thai của hắn đây chính là tự thân có điểm yếu, còn có việc cầu người, vô luận như thế nào giao phong cũng không thể chiếm thượng phong. Thạch cơ nương nương rốt cục nghiêm túc nhìn về phía Trương Nhược Trần ở bên kia bờ hồ. Nói, tạo hóa thần tinh tinh hạch, vốn thuộc về thạch tộc, nhưng niệm tình ngươi đối địa ngục giới tức có công lao. Cũng cũng có khổ lao, bản tọa liền đưa cho ngươi, nếu không có chuyện gì khác, liền lui xuống đi đi. Trương Nhược Trần biết nàng là đang ép mình mở miệng, hơn nữa còn dùng tạo hóa thần tinh tinh hạch, triệt tiêu lúc trước hắn làm ra hết thảy. Nương nương, nhược trần có một chuyện muốn nhờ. Trương nhược trần nói, thạch cơ nương nương môi đỏ như ngọc, hàm răng óng ánh, cười nói, thật kinh ngạc, đường đường đế trần liền cốt diêm la đều có thể đối đầu. Thế mà còn muốn cầu người, mau nói, đến cùng chuyện gì, trương nhược trần nói, xin hỏi nương nương, ta nếu muốn nguyên giải nhất cùng ân hòe thần thủ, cần trả cái giá lớn đến đâu. Thạch cơ nương nương không còn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nói, ngươi cảm thấy, một vị đại tự tại vô lượng, tăng thêm ân hòe thần thụ cùng bên trong nó tiên thiên nguyên đạo đồ lục giá trị bao nhiêu? Vô giá, cho tới giờ khắc này, Trương Nhược Trần mới biết nguyên xanh nói tới liên quan đến nguyên đạo tộc sinh tử tồn vong trí bảo là cái gì? Thạch cơ nương nương nói, cho nên ngươi là cái gì đại giới đều nguyện ý giao? Tự nhiên, Trương Nhược Trần nói, xem ra ngươi không có gạt ta. Chân tình quả nhiên vô giá." Thạch Cơ nương nương nói, "Địa ngục giới cùng Thái Cổ sinh linh là quan hệ tuyệt đối thù địch. Bản tọa có thể nhìn ngươi đế trần mặt mũi, bỏ qua nguyên xanh, nhưng nguyên giải nhất rơi vào trong tay của ta, vốn là hẳn phải chết." Nương nương nói đến một chút cũng không có sai. "Đổi lại là ta, ta cũng là thái độ này." Trương Nhược Trần nói. Thạch Cơ nương nương nói, "Đưa ngươi trên thân thủy đạo áo nghĩa toàn bộ lưu lại. Thần thủ, ngươi có thể mang đi." Người, có thể đi tìm liễm hy đói. Huyền vũ chân tổ cùng phi mã vương đô chủ tu thủy chi đạo. Trong tay nắm giữ đại lượng thủy đạo áo nghĩa, đều bị Trương Nhược Trần thu lấy. Trương Nhược Trần không chút do dự, phất tay, đem thủy đạo áo nghĩa toàn bộ đánh ra. Điều kiện này, Trương Nhược Trần vẫn có chút ngoài ý muốn. Biết được thạch cơ nương nương cũng không có làm khó hắn. Nàng nâng tay lên cao, lại nhẹ nhàng hạ xuống để cho người ta suy nghĩ không thấu nội tâm chân thật của nàng. Đồng thời, hắn khẳng định trong lòng suy đoán, thạch cơ nương nương nói đây là phân thân, hơn phân nửa là nhục thân, là tu luyện hướng sinh chi đạo, bởi vì, nước chính là sinh mệnh chi nguyên, thạch cơ nương nương thu lấy thủy đạo áo nghĩa, sau đó đứng người lên, lười biếng quơ quơ cánh tay ngọc, nói, bản tọa muốn nghỉ ngơi, ta phải ngủ đủ giấc, cũng đừng để người kia tới quấy giày ta, khi nàng đứng dậy. Trương Nhược Trần mới phát hiện dưới lớp váy mỏng, là đôi chân dài trắng như tơ của vị thạch cơ nương nương. Thực sự cực kỳ mê người, sung kích tâm trí, như thật muốn bình đương thời đệ nhất mỹ nhân. Ta cho rằng 72 phẩm liên, có thể xưng đệ nhất. Trương Nhược Trần cao giọng nói, thạch cơ nương nương không để ý tới hắn, đã biến mất tại trong trăm khóm hoa. Trương Nhược Trần lắc đầu, tự nhận xem không hiểu vị bán tổ này cùng hắn trước kia gặp được bất kỳ nữ tử nào đều không giống không truy cầu vô địch thiên hạ lại truy cầu xinh đẹp như hoa mang theo ân hòe thần thụ đi ra lưu ly thần điện vừa lúc trông thấy một thân ảnh hùng vĩ đứng ở nơi đó chính là nộ thiên thần tôn đây chính là thạch cơ nương nương nói tới người kia liền thiên tôn cấp cũng không gặp vị thạch cơ nương nương này đến cùng có ý tứ gì có thể tiếp kiến kình thiên cùng hắc bạch đạo nhân không có đạo lý không tiếp kiến nộ thiên thần tôn nộ thiên thần tôn khuôn mặt bình tĩnh nói bán tổ không gặp ta trương nhược trần nhún vai bất đắc dĩ cười nói bán tổ ngủ hiển nhiên liền nộ thiên thần tôn đều có chút choáng váng một lần nữa xác nhận nói ngủ sao trương nhược trần gật đầu bán tổ chính là người thích trương diện tự nhiên phải ngủ đủ giấc nữ nhân thiếu ngủ nhanh già nàng rất để ý cái này vô luận lý do nhiều gượng ép nhưng đây chính là lý do Trương Nhược Trần cùng nộ thiên thần tôn đi vào trong một tòa cổ thành bên trên thạch cơ thần tinh. Tìm tới một tử quán, điểm bảy tám dạng mỹ thực cùng một bình hào tử. Nộ thiên thần tôn cũng không phải là không ăn tục thực. Sau khi gặp qua 72 phẩm liên, càng là nghị ăn tận mỹ thực nhân gian, tìm về phần nhiệt huyết cùng tình cảm thừa thiếu thời. Nàng không gặp ta, là bởi vì biết nàng trưởng khống không được ta, trưởng khống không được minh tộc. Nộ thiên thần tôn vẫn đang suy nghĩ. Trương Nhược Trần nói có lẽ không có phức tạp như vậy, chỉ là đơn thuần, có bệnh thích sạch sẽ. Ân, nộ thiên thần tôn nghi hoặc, trương nhược trần thế là đem mình hai lần tiến đến bái kiến. Hai lần bị yêu cầu đốt hương tắm rửa sự tình nói ra. Cười nói, nàng biết, không cách nào ép buộc thần tôn đi đốt hương tắm rửa. Cùng ngài chơi cứng, không bằng trực tiếp không gặp, nộ thiên thần tôn không thể tin được trương nhược trần giảng những chuyện này, chỉ coi hắn là đang nói đùa. Trương Nhược Trần thấy Nộ Thiên Thần Tôn hai đầu lông mày vẻ giận dữ cùng vẻ u sầu từ đầu đến cuối chưa tán. Thế là không cười, nói: "Thần Tôn gặp qua 72 phẩm liên sao?" Nộ Thiên Thần Tôn nhẹ gật đầu, nói: "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta cái gì đều không thể nói cho ngươi, có thể hiểu được sao? Có sự tình chỉ có thể chính mình tiếp nhận, cũng không có khả năng giảng cho bất luận kẻ nào nghe." Người càng là cường đại, càng sẽ như thế. Nộ thiên thần tôn mặc dù không có nói, nhưng Trương Nhược Trần cũng đã đoán được bảy tám phần. Thế là, không tiếp tục hỏi, nộ thiên thần tôn bỗng nhiên nói, ta có một việc, muốn cùng ngươi xác nhận, hiện tại thái cổ 12 tộc người cầm quyền, thế nhưng là linh yến tử sao? Thần tôn vì sao có câu hỏi này? Trương Nhược Trần thận trọng hơn, nộ thiên thần tôn nói, côn luân giới trương gia các ngươi vị kia cùng thái cổ sinh linh rất thân cận. Người cùng nguyên đạo tộc vị tộc hoàng kia cũng rất thân cận. Đương nhiên nếu như không tiện, người có thể lựa chọn không trả lời. Nguyên lai thần tôn là ở đây hiểu lầm. Kỳ thật, không có cái gì không tiện. Trương Nhược Trần buồn cười. Đem kiếp tôn giả cùng nguyên tốc ân yêu hận tình cứu nói ra. Chuyện mình cùng nguyên sanh, cũng không có gì phải giấu giếm. Đều nói ra, sau khi nghe xong, nộ thiên thần tôn trở nên thất thần. Đối kiếp tôn giả lại có nhận thức mới. Trương Nhược Trần nói. Kỳ thật Đại Minh Sơn sơn chủ chính là mệnh tổ, đã tại trong nguyên hội kiếp vẫn lạc, bất quá, mệnh tổ đã thật lâu chưa có trở về hạ giới. Thái cổ 12 tộc đối vị này sơn chủ tán đồng cảm giác cũng không cao. Ngược lại càng tin phụng Đại Minh Sơn Tam đại nhạc sư. Theo ta thấy, thái cổ sinh linh nội bộ tiệt không phải bền chắc như thép. Cho nên thần tôn cũng là không cần quá mức lo lắng. Nơi có người, liền có lợi ích, có lợi ích, liền có tranh đấu. Gió lạnh đánh tới, Trương Nhược Trần cùng nộ thiên thần tôn cùng nhau nhìn về phía bên phải. Hắc Bạch Đạo Nhân xuất hiện tại bên ngoài tử quán. Hết chương 3845 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.